Phản ứng của Tiến Luật khi thấy BB Trần thân mật bên hai mỹ nam của Running Man bản Việt. Việc nam diễn viên hài thường thể hiện mình mê mẩn các chàng trai đẹp của showbiz Việt là điều đã không quá xa lạ với mọi người. Có lẽ Tiến Luật đã quá hiểu người em đồng nghiệp của mình mê mẩn trai đẹp đến mức nên cùng tích cực nhắn nhủ lầy lội. Những ngày qua, dàn cast của chương trình Running Man phiên bản Việt thường xuyên khoe khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Được biết, cả ekip đang có thời gian ghi hình tại Nha Trang, nên ngoài những lúc tham gia thử thách thì mọi người được tụ họp ăn uống vui chơi. Tranh thủ những lúc được ở cạnh các mỹ nam của showbiz nhưng lại chưa có chủ như Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, nên BB Trần tha hồ khoe những khoảnh khắc thân mật. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ vẫn là team thể thao, nhưng lần này thì giống tam ca áo trắng hơn, cái tay bóng quá nhà anh Vinh nha. Có lẽ nam diễn viên hài cũng hào hứng khi được bên cạnh hai thành viên được rất nhiều fan mê mẩn. Nhiều khán giả còn trêu ghẹo đây là bức ảnh giường chiếu của các dàn cast Running Man phiên bản Việt. Không khoe ảnh với bất kỳ thành viên nào khác, BB Trần chỉ đăng tải khoảnh khắc từ giường chiếu đến bể bơi với hai thành viên này. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất lại rơi vào lời nhắn nhủ của Tiến Luật dành cho BB Trần. Vốn biết rõ tính tình đam mê trai đẹp của đàn em, nên ông xã Thu Trang chỉ ngắn gọn, ngon miệng như em. Bình luận này cũng nhanh chóng thu hút sự tương tác của các khán giả. Dẫu vậy, một số fan sẽ nhanh chóng nhận ra đây cũng chỉ là sự trêu ghẹo của các nghệ sĩ, bởi lẽ nam diễn viên là hoa có chủ. Theo đó, anh đã có chuyện tình ngọt ngào với người bạn đồng giới tên Quang Lâm. Và cặp đôi này đã chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2013. Được biết, đây cũng là mối tình lâu nhất của anh từ trước đến nay. Nam diễn viên là một trong số ít những nghệ sĩ dám công khai giới tính, sống thật với bản thân và mặc kệ những lời bàn tán hay kỳ thị về chuyện tình cảm của mình. Trên sóng truyền hình, BB Trần thường thả thính với nhiều mỹ nam, nhưng thực tế anh chỉ muốn đem lại những tình huống vui vẻ, hài hước cho người xem.